Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tàn phá miền Nam, Đảng bê tới tượng ông Hồ. Báo Mạng vào ngày 15 tháng 10 đã đăng tải bài phỏng vấn ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ lấy niềm vinh dự của địa phương duy nhất được mang tên Hồ Chí Minh thành động lực phát triển, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở đây. Theo đó, ý tưởng đã được Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đến trong cuộc họp vào ngày 3 tháng 9 vừa qua, nhấn mạnh trách nhiệm và niềm vinh dự của Thành phố Hồ Chí Minh khi là địa phương duy nhất được mang tên người lãnh đạo gọi là Bác Hồ. Mục đích xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh được nói để công dân mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề và du khách khi đến thành phố lớn nhất ở phía Nam Việt Nam cảm nhận được tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh mỗi ngày. Đây là hình ảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhận xét về ý tưởng trên, nhạc sĩ Lê Thiệu tại Sài Gòn cho rằng, thật lòng mà nói, đưa tư tưởng Hồ Chí Minh của mấy ông thì tùy thuộc vào các lãnh đạo, chứ mình không nói gì được. Mình không có quyền gì, thế nhưng đa số dân chúng mong muốn lo lắng cho đời sống dân chúng, nhất là ở miền Nam người ta không màng tới những chuyện đó. Còn ông Nguyễn Thiện Nhân thì chắc sắp về hưu thì muốn làm gì đó để tỏ lòng với đảng. Riêng cá nhân thì thấy điều đó hết sức vô nghĩa. Thay vì lo cho những cái việc thiết thực trong cuộc sống hàng ngày hơn thì những cái đó không thực tế, không giúp gì cho xã hội. Còn theo tiến sĩ Đinh Đức Long, bác sĩ, trung tá quân đội nhân dân Việt Nam, thì ý tưởng được đưa ra là khó có thể thực hiện trong tình hình hiện nay. Ông nói như sau, những lời hứa trong nhiệm kỳ này, ông sắp hết nhiệm kỳ thì ông hứa cho xong, chứ có làm gì được đâu. Đại hội sắp tới chắc chắn ông nghỉ, bàn giao cho người khác. Nói như vậy, nhưng chẳng có cơ sở nào để có thể khẳng định, hy vọng lời của ông sẽ trở thành sự thật. Ông nói, văn hóa Hồ Chí Minh thì hành động vô văn hóa nhất của ông là ăn cắp lư hương Đức Thánh Trần ở bến Bạch Đằng. Ông là người chỉ đạo, chủ trương lấy lư hương giấu đi chỗ khác. Được biết, vào ngày 17 tháng 2 năm 2019, lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần ở bến Bạch Đằng, quận 1 bị rời đi ngay trong dịp tưởng niệm sự kiện Trung Quốc xâm chiếm miền Bắc Việt Nam. Mục đích rời lư hương được nhiều người cho rằng để tránh biểu tình. Tuy nhiên, một ngày sau đó, theo lời bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 khi giải thích cho sự việc này đã nói rằng rời lư hương về đền thờ Đức Thánh Trần nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định để việc thờ cúng, dâng hương, dâng hoa được thực hiện trang nghiêm hơn, đúng vị trí hơn vì công viên không phải là nơi thờ phụng. Đến nay, lư hương vẫn chưa được đưa về chỗ cũ, tức là tượng Đức Thánh Trần ở bến Bạch Đằng. Đây là hình ảnh lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo bị cẩu đi vào hôm 17 tháng 2, đúng vào dịp tưởng niệm 40 năm cuộc chiến biên giới Việt Nam và Trung Quốc do phía Bắc Kinh khởi xướng và đã giết chết hàng vạn người dân và chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở phía Bắc. Để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân có nhắc đến việc xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh ở khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi Thành ủy vừa có nghị quyết chuyên đề tiếp tục đầu tư xây dựng khu đô thị mới ở bên kia sông. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 10 năm 2019 có đề nghị đặt tên quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là Quảng trường Hồ Chí Minh. Theo báo chí trong nước, quảng trường Hồ Chí Minh dự kiến rộng 27 ha, bao gồm các hạng mục như cột cờ Tổ quốc, nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sàn và ao cá, công viên và bờ sông, cầu đi bộ nối Thủ Thiêm với quận 1. Quảng trường trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm được nói sẽ là quảng trường lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn mức đầu tư cho dự án được công bố tới gần 2.000 tỷ đồng. Thông tin này lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều lúc bấy giờ, đặc biệt khi việc đền bù đất đai cho người dân bị giải tỏa chưa được giải quyết thỏa đáng, kéo dài trong thời gian hàng chục năm qua. Do vậy, khi biết đến ý tưởng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ bao gồm cả việc xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh, ông Cao Thăng Ca, một người dân Thủ Thiêm có nhà trong khu giải tỏa vẫn đang khiếu kiện cho hay như sau. Người ta phải làm thì mới có ăn, thành ra người ta nghĩ đủ cách để làm, có chấm mút trong đó, chứ họ chẳng có thật tâm đâu. Cái này chắc chắn chẳng mang lại lợi ích gì cho thành phố, mà chỉ mang lại tư lợi cho người thi công quảng trường đó. Hiện nay,
người ta không muốn giải quyết dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, mặc dù Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm về vụ Thủ Thiêm theo đúng luật pháp. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh thì có luật riêng của họ và người ta coi thường nhà nước, chính phủ muốn làm gì thì làm. Theo thông tin từ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong buổi phỏng vấn với báo mạng tại Việt Nam, thành phố đang xem xét xây dựng một bộ phim 79 tập, mỗi tập khoảng 1 tiếng cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 xem mỗi tháng một tập và trao đổi nội dung như ông Hồ Chí Minh được sinh ra trong gia đình và bối cảnh đất nước như thế nào, thời niên thiếu học ở nhà, ở trường ra sao, trong thời gian làm việc ở Pháp của anh sống như thế nào và vì sao có tập thơ nhật ký trong tủ. Vẫn liên quan đến giáo dục, thành phố có thể thành lập một quỹ học bổng và hỗ trợ tài năng trẻ mang tên ông Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Hồ Chí Minh và phụ nữ trẻ, ảnh tư liệu. Với kinh nghiệm từng là phó trưởng ban kế hoạch dự án và phó trưởng ban tư liệu của đài truyền hình HTV, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già nhận định về kế hoạch phát hành 79 tập phim về ông Hồ Chí Minh cho học sinh các cấp như sau. Chuyện ông Nguyễn Thiện Nhân muốn xây dựng không gian văn hóa thì tôi không hiểu. Ông ta tính xây cái gì, văn hóa gì? Phải nói rằng tôi rất sửng sốt khi nghe nói phải xây dựng đến 79 tập phim, mỗi tập dài 1 tiếng để chiếu cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 thì tôi sẽ cảm thấy khôi hài, lố lăng vì những lẽ như sau. Thứ nhất, 79 tập phim theo tôi suy đoán chính là số tuổi của ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngay lập tức người ta thấy khoảng trống về thân nhân, lai lịch và cả quãng thời gian ông Hồ Chí Minh còn sống. Ngay năm sinh, ông ta đã đều mập mờ, khuất tất. Ông ta sinh năm nào, không biết. Lịch sử đã bị bóp méo. Thứ hai là họ chiếu những bộ phim dựa trên những sưu tầm tư liệu, phim tài liệu về Hồ Chí Minh. Mà phim tài liệu một tiếng đồng hồ kéo dài 79 tiếng là chuyện viễn vông. Ông Nhân không hiểu vấn đề gì về phim. Làm phim truyện đã khó, mà phim truyện những nhân vật cộng sản thì không hút được người xem. Tôi cho rằng nếu làm 79 tập phim như vậy, thì lại tiêu tốn khoản tiền không nhỏ của người dân với mục đích nhồi sọ. Với những cách thức được ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, ông Nhân cho rằng nếu người dân, đảng viên thành phố được tiếp cận tư liệu lịch sử về ông Hồ Chí Minh một cách dày đặc, thường xuyên thì tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa Hồ Chí Minh trở thành một phần rất quan trọng của văn hóa người dân thành phố và là sức mạnh tinh thần đặc trưng của người dân thành phố lớn nhất phía Nam trong thế kỷ thứ 21 này. Theo quan điểm cá nhân, nhạc sĩ Lê Thiệu đã bày tỏ như sau. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam luôn luôn nhồi nhét đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh và tất cả các tầng lớp nhân dân. Mặc dù ông Hồ Chí Minh tự ông chẳng có tư tưởng gì mà lấy của các Marx, Lenin, Mao Trạch Đông về làm. Chính ông cũng xác nhận điều đó. Đây là hình ảnh ông Hồ Chí Minh ôm hôn thắm thiết Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Nên anh thấy điều đó vô nghĩa và không mang gì lợi ích cho xã hội. Nhưng đó là chuyện bên tuyên giáo. Ông Nhân là chuyện đó chỉ đạo từ tuyên giáo Trung ương để đưa tất cả những hình ảnh, tư tưởng Hồ Chí Minh như nhồi sọ thế hệ này đến thế hệ khác để tuân theo đảng, làm công cụ của đảng, dễ cai trị. Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng chuyện nhồi sọ của lãnh đạo chính phủ Hà Nội hiện nay đã không còn tác dụng, thậm chí là dẫn đến tác dụng ngược lại. Ông nói như sau. Hiện nay công nghệ thông tin phát triển quá, nên bất cứ người nào quan tâm cũng có thể tìm hiểu. Nên dẫn đến tác dụng ngược là khi phê bày sự giả dối như vậy chỉ làm đánh đổ hình tượng Hồ Chí Minh thêm mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh trước đây từng được biết đến với cái tên gọi là Sài Gòn với lịch sử hơn 300 năm và được ví như Hòn Ngọc Viễn Đông. Đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn ra định thành thành phố Hồ Chí Minh. Sau cuộc họp với Bộ Chính trị vào ngày 3 tháng 9, ý tưởng xây dựng môi trường sống thành phố Hồ Chí Minh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được lãnh đạo thành phố tiếp thu, bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh hàng trăm tỷ, nghìn tỷ ở khắp nơi là nhằm củng cố chế độ và cũng là mảnh đất mồ mỡ cho tham nhũng. Theo một số nhà phân tích, giữa lúc Việt Nam đang gồng mình chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, việc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang vào hôm 7 tháng 8 công bố chi tới 353 tỷ đồng để xây dựng quảng trường rộng 8,29 hectare tại đảo Phú Quốc, bao gồm tượng đài lãnh tụ Hồ Chí Minh cao tới 18 mét và gây ra nhiều tranh cãi, tranh luận trên mạng xã hội trong cả nước.
Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, công trình kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm địa phương, nằm ở trung tâm thành phố Đồng Hới với cụm tượng đài màu vàng nổi bật. Đây là hình ảnh lễ khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Công trình này có vốn đầu tư lên tới 120 tỷ đồng, đã xuất hiện nhiều vết nứt chỉ sau hơn một tháng kể từ khi khánh thành. Trao đổi với đài BBC tại London, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã đánh giá như sau. Việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh cũng như các nhà lãnh đạo Cộng sản khác như Fidel Castro là chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu nhìn lại lịch sử của cả thế giới, tất cả các nhà cầm quyền đều vô cùng coi trọng biểu tượng như quảng trường, hình lãnh tụ, lá cờ, bài hát hay tượng đài. Chúng là phần vô cùng quan trọng của hệ thống này. Nó giúp gieo vào đầu con người hình gắn bó với chế độ, ông nói thêm. Vào năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La công bố đề án chi tới 1.400 tỷ đồng để xây quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh. Trong đó, công trình tượng Bác Hồ chiếm khoảng 200 tỷ đồng. Trong bối cảnh Sơn La là tỉnh rất nghèo, nhiều người dân thiếu ăn, công trình ngàn tỷ này ngay lập tức bị người dân, giới trí thức và một số đại biểu Quốc hội phản đối kịch liệt. Tại Việt Nam, hàng trăm tượng đài, đền thờ, công viên, tưởng niệm Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cộng sản khác như Lê Duẩn, Fidel Castro, Tôn Đức Thắng và rất nhiều người khác đã mọc lên khắp các tỉnh thành trong nhiều năm qua, với chi phí mỗi công trình từ vài chục tỷ đồng tới cả ngàn tỷ đồng. Theo đề án quy hoạch, Việt Nam sẽ xây thêm 14 tượng đài Hồ Chí Minh nữa trong giai đoạn 2015-2030. Đó là không tính đến 31 tượng đài đã được xây dựng trước đó, trong đó có những tượng đài đã hoàn thành như ở Quảng Bình, Bình Định trong vài năm gần đây. Con số trên chỉ bao gồm những tượng đài nhóm A, tức là tượng đài lớn ở các đô thị trung tâm hành chính, chưa tính đến một số lớn tượng đài trong khuôn viên các cơ quan, tổ chức và trường học. Đây là hình ảnh miền Trung mưa lũ ngập khắp nơi, dân tỉnh khốn khổ, nhưng chỉ có tượng đài là không bị ngập, hình ảnh do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Đa phần các công trình đều ngự trị ở trung tâm thành phố, đập vào mắt người dân mỗi ngày, nhắc họ không được quên các lãnh tụ, cũng như hệ tư tưởng mà các lãnh tụ đó sáng lập, vun bồi. Theo giới phân tích, việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh là nhằm áp đặt tư tưởng để phục vụ cho mục đích củng cố chế độ, gieo vào đầu người dân khuôn khổ suy nghĩ trong giới hạn môi trường do chính Đảng Cộng sản tạo ra. Đây là sự áp đặt tư tưởng có biểu tượng, kể cả âm nhạc, nghệ thuật cũng là một phần của hệ thống cai trị này. Ông Nguyễn Quang Nga đã nói như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng phân tích thêm như sau. Những biểu tượng đó có ảnh hưởng rất lớn và sâu rộng. Người dân phải nghe ra giả những điều như thế suốt từ nhỏ cho đến lớn qua báo đài, kịch nhạc, phim ảnh. Dần dần những điều này hằn sâu vào con người, khiến họ tự hào với truyền thống và quá trình lịch sử đấy và biến nó từ một nhóm người thành của một cộng đồng được tạo ra theo khuôn mẫu của họ. Đấy là ý đồ rất thâm sâu. Nếu không có phản biện, không có sự tự do ngôn luận để xới lại những vấn đề đó, thì người dân rất dễ bị rơi vào mụ mẫm với những niềm tin như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng đánh giá tác động của việc chi ngân sách xây dựng tượng đài đối với dân tộc là khủng khiếp. Nhưng với Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc xây dựng tượng đài có phần củng cố cho chế độ, nên họ sẵn sàng chi tiêu rất lớn. Đây là phần quan trọng của bộ máy kìm kẹp tư tưởng. Vấn đề không phải là nên dành ngân sách xây tượng đài vào những khoản cấp bách khác như trường học, bệnh viện, mà vấn đề là họ không tiếc tiền để làm điều đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga phân tích thêm, họ vẫn phải lo những vấn đề cấp bách, nhưng đồng thời các biểu tượng vẫn được duy trì. Nhiều khi chúng ta coi thường các biểu tượng đó, và đấy là mối nguy hiểm. Vì ở tầng sâu của các biểu tượng như vậy, họ muốn đánh vào tiềm thức của người dân và muốn viết lại lịch sử, vẽ nên khuôn khổ để người dân tư duy trong đó. Phải hiểu tự sâu xa và thâm độc mới có thể đánh giá và tìm phương án giải quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020 với bản tin Tàn phá miền Nam, Đảng bê tới tượng ông Hồ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.